Chào mừng các anh chị trong câu lạc bộ trí tuệ ô tố. Chào mừng các anh chị đang xem livestream này. Chào mừng chúng ta quay trở lại với chuỗi livestream về công thức bí kíp thu hút tiền bạc, cải thiện sức khỏe và mối quan hệ. Thư, người đồng hành cùng các anh chị trong chuỗi livestream này, Thư xin được tự giới thiệu. Thư, họ tên đầy đủ là Phạm Nữ Minh Thư, là thành viên của câu lạc bộ trí tuệ ô tố. Chúng ta cùng đợi một vài phút để các anh chị em kịp vào tham dự với chúng ta, các anh chị ha. Anh chị hãy tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình, những người thân quen mà các anh chị biết là họ mong muốn và khao khát tìm thấy con đường thành công và giàu có, hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống, thì hãy tag họ ngay vào phần comment của livestream này các anh chị nha. Rồi thôi, cũng xin một vài phút để tag những người bạn thân yêu của mình, gia đình thân yêu của mình vào trong phần comment của livestream này các anh chị. Rất là tuyệt vời. Hôm nay được gặp lại các anh chị chúng ta. Hôm nay các anh chị có thành công gì hay không? Các anh chị có thể comment lên khung chat để Thư cùng ăn mừng với các anh chị chúng ta nha. Hôm qua các anh chị có nhớ mình đã chia sẻ về, mình đã nói về chủ đề gì hay không? Anh chị nào nhớ có thể comment lên khung chat cho Thư thấy nha. Rồi, rất là tuyệt vời. Các anh chị chúng ta tag xong những người bạn thân yêu của mình hay chưa? Anh chị nào tag xong comment phím số 1 cho Thư thấy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một thói quen của người thành công các anh chị, đó chính là thói quen ra quyết định. Bây giờ Thư và các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại 30 giây và nghĩ về cái kết quả mà chúng ta mong muốn trước khi chúng ta bắt đầu cái buổi chia sẻ này các anh chị ha. Rồi các anh chị cùng với Thư thực hành nha. Rồi, chúng ta quay trở lại các anh chị ha. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến một câu hỏi tiếp theo. Và cái câu hỏi này chắc là rất là nhiều anh chị đang mong muốn được giải đáp hay lắm các anh chị. Câu hỏi hôm nay đó là bí kíp nào để giúp cho các anh chị có cái sự tập trung vào mục tiêu của mình để đạt được cái kết quả cao. Thì trong những cái ngày vừa qua các anh chị ha, thì Thư có chia sẻ đến các anh chị là có những cái cách mà giúp cho mình tập trung vào cái mục tiêu của mình. Rồi cái việc đó nó sẽ đến từ cái thói quen các anh chị ha, cái sự tập trung của mình sẽ đến từ thói quen. Ví dụ như trước giờ mình không có thói quen tập trung đi, thì hôm trước Thư có chia sẻ với các anh chị một vài cái cách. Cách một là gì ạ? Mình hình dung những cái mục tiêu của mình dán mình in cái hình những cái mục tiêu của mình dán khắp mọi ngóc ngách ở trong nhà của mình luôn các anh chị, để chi ạ? Để mỗi ngày mình mở mắt ra là mình sẽ nhìn thấy cái mục tiêu của mình. Mình biết rằng hôm nay mình cần phải làm gì để tiến đến cái mục tiêu của mình, để mà mình tự kỷ ám thị cái mục tiêu của mình. Rồi mình để trong điện thoại, mình để ở trong nhà của mình cái bức tranh, cái hình ảnh, cái mục tiêu, để mà thứ hai các anh chị, để mà mình nhìn
Nhìn đâu mình cũng thấy hết các anh chị. Đầu tiên là mình phải nhìn thấy các anh chị nha. Và thứ hai, để có sự tập trung thì mình phải tham gia đầy đủ các buổi Zoom của câu lạc bộ. Để làm gì ạ? Để mà ngày nào mình cũng nghe được cái sự chia sẻ, cái tổng kết thành công. Và ngày nào các anh chị câu lạc bộ của chúng ta, Miss Thanh Tú, các anh chị doanh nhân thì cũng nhắc các anh chị là bám sát mục tiêu tài chính, cái con số của mình, xem là mình đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Ngày nào mình cũng được nghe cái câu chuyện ăn mừng thành công, nó gợi nhắc cho mình rằng mình phải nuôi dưỡng cái kết quả, cái hạt giống của mình, đúng không ạ? Nên là chúng ta cần phải vào Zoom, Zoom sáng, Zoom tối và các buổi Zoom chuyên sâu các anh chị ha. Anh chị nghĩ đi, anh chị chơi với cái người mà lúc nào cũng nhắc đến cái mục tiêu, nhắc đến thành công thì chắc chắn là không thể nào mà mình các anh chị là cái người đó, anh chị thử ví dụ nha, một cái người nào đó mà luôn ở trong trong tâm trí của các anh chị đi, mình nghĩ đến họ và họ cũng nghĩ đến mình đi đến đâu mình cũng nghĩ đến cái người đó, rất là quan trọng. Nó là một cái giống như là một cái người nào đó rất là quan trọng cho cuộc sống của mình. Mình nghĩ đến họ và họ cũng nghĩ đến các anh chị thì sao? Thì tương tự với cái mục tiêu của mình, anh chị ha, anh chị cần phải luôn, anh chị cần luôn nghĩ đến cái mục tiêu của mình, luôn nghĩ đến nó bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu thì anh chị mới có thể đạt được chứ. Chứ mà lúc nhớ lúc quên thì sao được. Mục tiêu quan trọng nè, bảo cái này quan trọng với, bây giờ bảo là ô cái này quan trọng với chị lắm nhưng mà hôm qua nhớ hôm nay quên thì coi như là xong rồi anh chị ha. Nên là chúng ta cần phải rèn luyện cái sự tập trung từ những việc nhỏ nhất rồi mà. Vậy thì cái nhiệm vụ của mình là luôn luôn là làm sao mình phải nghĩ đến mục tiêu của mình, đi nó phải làm cho nó đi sâu vào cái tiềm thức của mình các anh chị ha. Chính chính là chúng ta phải tự kiểm thị bằng cách là nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, hình dung đi hình dung lại. Chúng ta phải biết được lý do là tại sao chúng ta phải đạt được cái mục tiêu đó. Chứ bây giờ các anh chị đó nói là không quan trọng với các anh chị thì có chỉ các anh chị bí kíp đi chăng nữa thì kết quả nó cũng không có ý nghĩa gì hết, tại vì lý do của các anh chị nó không có đủ lớn. Bây giờ thử hỏi các anh chị nha, trước giờ anh chị chưa biết đến câu lạc bộ đi, nhưng mà trong cuộc sống của anh chị có những cái mục tiêu anh chị rất là khao khát đạt được thì lúc nào anh chị cũng nghĩ đến nó, mình đâu có cần ai nhắc đâu. Bởi vì anh chị hiểu là anh chị biết là tại sao mình cần phải đạt được nó, nên là anh chị lúc nào cũng nhớ đến nó hết. Đúng không ạ? Còn bây giờ nếu như mà cái mục tiêu của anh chị bảo là chưa tập trung, bây giờ chỉ bí kíp làm sao để mình đạt được cái mục tiêu và kết quả cao nhất, thì có nghĩa là nó chưa có động lại, nó chưa có quan trọng với các anh chị nên là mình chưa tập trung, đúng không ạ? Bao nhiêu trong số các anh chị chúng ta thấy đúng thì comment số 1 được không ạ? Nên là một cái chị đó chị hỏi thôi là cái bí kíp để có sự tập trung để đạt kết quả cao nhất đó, thì cái kết quả lớn anh chị thì nó đến từ mục tiêu anh chị. Kết quả mà nó chưa lớn nha thì nó đến từ cái mục tiêu, đến cái việc là mục tiêu của anh chị nó chưa quan trọng thôi, anh chị chưa có lý do đủ lớn để đạt được nó. Chứ chúng ta mà biết tại sao mình cần đạt được nó rồi đó, thì anh chị tập trung lắm anh chị ơi, không thể nào mà sao nhãng được hay là quên được đâu, đúng không ạ? Nên là Thư chỉ anh chị thêm ba cách để anh chị ứng dụng thêm ba cách này mà mình vẫn không tập trung được, có nghĩa là mình phải thay đổi mục tiêu thôi. Xem lại các lý do của mình, ba cách anh các anh chị ha. Cách thứ nhất là in hình, cách thứ hai là gì ạ? Tham gia Zoom đầy đủ để mình được lặp đi lặp lại, để mình nhắc đến cái mục tiêu của mình. Thứ ba chính là gì anh chị? Bí kíp để các anh chị đạt được cái kết quả cao, anh chị phải rèn luyện từ cái việc nhỏ trong ngày á, để rèn luyện cái sự tập trung của mình.
Đơn giản là mình chưa tập trung vào cái mục tiêu của mình là do mình thiếu đi cái sự tập trung thôi. Mình chưa có tập trung vào mục tiêu của mình tại vì mình chưa có cái lý do đủ lớn. Thì là giờ chỉ cho anh chị những cái cách thôi, còn cái điều này nó quan trọng với anh chị hay không? Được không ạ? Cái mục tiêu đó có quan trọng với các anh chị hay không? Đấy, cái mục tiêu đó có quan trọng với anh chị hay không? Và khi chúng ta tập trung vào cái mục tiêu của mình á, thì mình biết là nó quan trọng với cái cuộc sống của mình, thì mỗi sáng mỗi tối mình nhớ đến nó, mình nhớ đến nó hoài luôn. Và bây giờ nha, bây giờ anh chị nào hỏi là làm thế nào để mình có cái sự tập trung, thì cái điều tiếp theo trước khi ngủ và sau khi thức dậy, hãy cầm cái tấm xét nghiệm màu, mình hình dung tưởng tượng được không ạ? Để mình rèn luyện cái sự tập trung vào mục tiêu của mình. Mình không có tập trung thì làm sao mà nói có kết quả lớn được. Tại vì á, nếu như mà anh chị phân tán cái sự tập trung của mình, tiềm thức cũng nó sẽ hiểu là à, điều này không quan trọng với các anh chị, nó sẽ không có ưu tiên làm trước. Làm gì anh chị cái gì mà anh chị nghĩ nhiều, nói nhiều, tập trung nhiều, lặp đi lặp lại nhiều, tiềm thức nó sẽ hiểu được rằng là đây là cái điều anh chị khao khát, chủ nhân của mình ưu tiên cái điều này, thì à, tôi sẽ ưu tiên thực thi cái điều này cho chủ nhân của mình. Còn nếu như mà mình nghĩ tới mà lúc mình nghĩ, lúc thì không, lúc thì không đạt được anh chị nha, được không ạ? Rồi cái câu hỏi tiếp theo các anh chị, làm thế nào để mình đạt được mục tiêu tài chính, để đạt được cái điều mình khao khát? À, anh chị cứ hình dung như vậy nha. Khi mà các anh chị nhìn vào cái bông hoa, khi mà các anh chị nhìn vào cái bông hoa, thì thử hỏi các anh chị nha, những cái điều gì mà nó chân thực mà nó tạo nên cái bông hoa? Anh chị nhìn vào một cái bông hoa nhưng mà anh chị không, cái gì anh chị không thấy được? À, đó là những cái điều kiện, những cái yếu tố vô hình tạo nên cái bông hoa các anh chị ha. Rồi các anh chị comment giúp Thư nha. Những cái yếu tố nào vô hình tạo nên cái bông hoa? Như là gì ạ? À, hạt giống nè. Xin chào chị doanh nhân Miss Nguyễn Phương. Lan Thư đón nhận những lời khen của chị doanh nhân Miss Nguyễn Phương nha. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi các anh chị ha. Đó, những cái yếu tố vô hình tạo nên bông hoa là gì các anh chị ha? Hạt giống, đúng không? Đất nè, nước nè, nhiệt độ, người trồng hoa. Rồi, anh chị nào 20 tháng 10 vừa rồi được tặng rất là nhiều quà đâu ạ? Được tặng nhiều hoa. Đó, ví dụ anh chị cầm bó hoa trên tay, anh chị nhìn thấy nó là anh chị thấy cái gì đằng sau cái bó hoa đó? À, đó là những cái yếu tố vô hình tạo nên cái bó cái đóa hoa đó, đúng không? Là hạt giống nè, đất nè, nước nè, người trồng, rồi người chăm sóc, vân vân. Đúng không ạ? Đấy. À, nếu như mà không có cái người mà chăm sóc, không có cái người trồng, làm sao mà nó lên được cái cây, đúng không anh chị? Rồi không có đất, không có nước thì rồi không có hạt giống thì làm sao mà có cây hoa được, đúng không ạ? Đấy, Thư hỏi các anh chị nha. Nếu như mà thiếu một trong những cái yếu tố mà Thư vừa đề cập á, thì cái hạt giống, cái cây hoa đó nó có nảy mầm không anh chị? Nó có nảy mầm không ạ? À, sao nảy mầm được? Đúng không? Thiếu đất rồi sao nảy mầm, rồi gieo trên nền xi măng bê tông á, hay là thiếu, thậm chí là thiếu luôn cái hạt giống thì có nảy mầm được không ạ? À, họ thiếu hạt giống thì đâu có gì đâu mà gieo. À, rồi không có người trồng, không có, rồi ai chăm, đúng không ạ? Đấy, nên là sao mà thiếu những cái điều đó, thiếu một trong những điều đó là không có ra bông được các anh chị ha. Thiếu nước cũng không được anh chị ha. Thiếu nước thì không có cây, không có được đẩy dưỡng chất đi nuôi cái cây, nuôi đủ, nuôi hết tất cả các phần rễ của nó, đúng không ạ? Rồi thiếu hạt giống thì không có chuyện gì xảy ra hết, đúng không ạ? Không có gì để gieo làm sao mà có cái để lên.
Đấy, nó thì ở đây nếu như mà thiếu một trong những cái yếu tố đó, mỗi cái yếu tố, từng cái nó cực kỳ quan trọng luôn các anh chị ha, nó sẽ không thể tạo ra được cái bông hoa được không ạ? Vậy thì các anh chị, khi các anh chị học tập phát triển bản thân, các anh chị đồng hành cùng câu lạc bộ, thì các anh chị phải biết được rằng tiền của các anh chị nó là kết quả, tiền là kết quả ha, nó giống như là cái bông hoa các anh chị ha, bông hoa mà là kết quả, là cái kết quả, nhưng mà đằng sau đó sẽ có những cái yếu tố tạo nên cái bông hoa, và đằng sau nó cũng có những cái yếu tố tạo nên tiền bạc. Nên nếu là thiếu đi bất cứ cái yếu tố nào thì sẽ không tạo ra được tiền anh chị nha. Tiền là kết quả, giống như bông hoa là kết quả vậy anh chị. Nên các anh chị nhìn sâu vào tiền ha, nhìn sâu vào các anh chị, thì các anh chị hãy trả lời giúp Thư là những cái yếu tố nào là tạo ra cái kết quả là tiền. Xin chào chị doanh nhân Luis Phạm Nguyên. Thư Lâm Thư đón nhận những lời khen tặng của các anh chị doanh nhân nha. Đấy, khi các anh chị trả lời giúp Thư nha, khi nào đâu là những cái yếu tố mà tạo ra cái kết quả là tiền? Chúng ta cần nhìn sâu vào các anh chị nha, tiền là kết quả thôi, nhưng mà thiếu đi những cái yếu tố vô hình nào thì nó sẽ không tạo ra tiền anh chị. Đó là gì ạ? À, là tư duy, gì nữa ạ? Hành động, niềm tin, sự kiên trì, sự nỗ lực, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Ví dụ, thưa ví dụ nha, theo anh chị không có sức khỏe thì có tạo nên được của cải vật chất không ạ? À, không có sức khỏe thì có tạo nên được tài sản không ạ? Theo anh chị nếu không có sức khỏe thì mình có làm việc được không? Không. Vậy thì đầu tiên anh chị ha, cái yếu tố đầu tiên mà anh chị phải chú ý tới nè, đa số mọi người không có để ý tới, và đó chính là yếu tố về sức khỏe. Bây giờ không có sức khỏe rồi làm sao mà kiên trì được, không có sức khỏe thì làm sao mà chăm chỉ được, rồi không có sức khỏe thì mình nằm một đống ở đó chứ sao mà mình tự tin được, đúng không? Không có sức khỏe là không có hành động được anh chị, nên yếu tố đầu tiên để tạo ra tiền và của cải vật chất á, tiền tạo ra tiền anh chị ha, đó chính là sức khỏe. Ví dụ anh chị hình dung đi, một người đàn ông mà con trai mà sống một ở trong một cái biệt thự rất là đẹp, tài sản trên nhiều triệu đô luôn, có rồi vợ đẹp con ngoan, nhưng mà mình thì là bản thân mình là không có sức khỏe, chỉ nằm trên giường thôi, thì theo anh chị có mừng ăn được gì không? Không anh chị ha. Nên nếu một người họ không có sức khỏe nhưng mà các anh chị ha không có trí tuệ thì sao ạ? Thì họ lạm dụng sức khỏe của họ để đi kiếm tiền, và sau đó thì họ sẽ dùng tiền họ lấy lại sức khỏe bằng cách là gì ạ? Lúc về già thì đem tiền đi vào trong công viên các anh chị, trong công viên có nơi có những thiên thần áo trắng. Nên là nếu có sức khỏe mà không có trí tuệ thì sẽ làm việc để kiếm tiền, nên trí tuệ các anh chị ha. Có quan trọng không anh chị? Bây giờ cái yếu tố thứ nhất đó là sức khỏe, yếu tố thứ hai đó là trí tuệ, có quan trọng không anh chị? À, có anh chị nha, cực kỳ quan trọng luôn. Một cái người mà họ chỉ có sức khỏe thôi, họ không có trí tuệ thì các anh chị ha, họ một người cái người họ chỉ có sức khỏe thôi, rồi họ có trí tuệ và rất là tài năng luôn các anh chị ha. Và rất là thành công rồi, nhưng mà xung quanh thì lại không có ai hết, thì có được không ạ? Vậy thì yếu tố sức khỏe, rồi trí tuệ và mối quan hệ là ba yếu tố cực kỳ quan trọng để tạo ra tiền. Yếu tố vô hình đó anh chị ha, mối quan hệ chính là tình yêu thương các anh chị. Theo nghiên cứu nha của các nhà khoa học, người ta nghiên cứu như vậy nè, con người khi không có tình yêu thương thì không có sống được đâu các anh chị ha.
Thì người ta nghiên cứu là trên bạn chuột. Các anh chị đó chính là gì ạ? À, khi họ nghiên cứu thì họ thấy là hai bạn chuột này mới được sinh ra, thì người ta lấy một bạn xa mẹ, một bạn cho ở gần mẹ sau khi sinh. Thì sau một thời gian chị nha, cái bạn mà ở cùng mẹ thì khỏe mạnh hơn các anh chị ha, lớn lên. Còn cái bạn chuột còn lại thì lên đường các anh chị. Cái bạn chuột còn lại thì lại lên đường, mặc dù là được tất cả thì được là chăm sóc các anh chị ha. Nên là các anh chị thấy là tình yêu thương rất là quan trọng nha các anh chị. Một trong những cái yếu tố về gia đình, bạn bè, các thứ các anh chị quan trọng các anh chị ha. Không thể nào mà mình thành công, mình có nhiều tiền nhưng mà cuộc sống của mình không có ai bên cạnh hết, đúng không ạ? Phải. Mình phải đi cùng với những nhiều người, đi cùng với nhau các anh chị ha. Mình tạo ra tiền anh chị ha, nên là khi mà anh chị ứng dụng bộ công thức ấy, nếu như của câu lạc bộ á ha, thì các anh chị cần biết rằng là khi anh chị xây dựng cho mình những cái yếu tố vô hình, như chẳng hạn mỗi ngày á, tư duy các anh chị đang tăng lên mỗi ngày, sức khỏe của anh chị tốt lên mỗi ngày, mối quan hệ gia đình của các anh chị và những cái mối quan hệ xung quanh cũng tốt lên mỗi ngày anh chị, thì mình hãy ăn mừng từng thành công nhỏ của mình anh chị. Anh chị hãy ăn mừng thành công á, mình sẽ thấy là sao ạ? Mỗi ngày trôi qua mình đều sống trong cái sự thành công của mình, và những cái thành công đó nó sẽ có nhiều yếu tố các anh chị ha. Tiền chính là kết quả, và trên cái hành trình mà mình đang xây dựng đó các anh chị, những cái yếu tố vô hình giống như trí tuệ, mối quan hệ và sức khỏe thì chúng ta cũng phải nhiều, cũng phải ăn mừng các anh chị ha, phải trân trọng các anh chị. Nhiều khi á, là chúng ta chỉ thấy cái kết quả thôi mà mình quên đi những cái yếu tố vô hình anh chị. Nên là anh chị nhớ nha, để mà tạo nên cái sự thành công về tài chính, chúng ta phải cái yếu tố vô hình của chúng ta phải sao? Mình phải nuôi dưỡng nó các anh chị, đúng không ạ? Nên là kiến thức ở câu lạc bộ á, giúp cho các anh chị hoàn thiện về cả ba yếu tố vô hình tạo nên tiền bạc. Chúng ta hãy học theo đúng công thức của câu lạc bộ mỗi ngày, đều ăn mừng thành công của mình các anh chị nha. Đấy rồi, rất là tuyệt vời các anh chị ha. Đó là một trong những cái bí kíp mà để giúp cho các anh chị đạt được cái kết quả lớn các anh chị ha. Các anh chị nhớ không ạ? Có ba cách hồi nãy thương tập trung, để tập trung vào cái kết quả và có cái kết quả lớn, thì ba cách mình nhắc lại một chút xíu trước khi mà mình hôm nay cái thời gian của cái buổi livestream này nó cũng đạt giới hạn rồi các anh chị. Chúng ta nhắc lại một chút, ôn lại một chút rồi chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau các anh chị ha. Đầu tiên đó là anh chị phải in hình ra, tiếp theo là làm gì, anh chị phải hình dung tưởng tượng, lặp đi lặp lại, tham gia đầy đủ các buổi Zoom, đâu mà rồi anh chị phải có một cái lý do đủ lớn vì sao anh chị cần đạt được cái mục tiêu đó, nhớ nha, phải có lý do đủ lớn. Rồi liên tục lặp đi lặp lại, hình dung đi hình dung lại các anh chị nha, ám thị cái mục tiêu đó vào trong toàn tiềm thức của mình. Có tối trước khi đi ngủ, sáng khi thức dậy, nhớ lấy cái tấm xác nhận màu ra, hình dung nhìn vào nó, tuyên bố hình dung, đúng không ạ? Và một cái ăn mừng thành công mỗi ngày các anh chị nha, công nhận chính mình, ăn mừng thành công mỗi ngày, nuôi dưỡng cái con người thành công của mình, đúng không ạ? Rồi, và Thư cũng
Đó đó là những cái kiến thức mà chúng ta đã cùng nhau học được trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rất là biết ơn, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để có mặt cùng Thư trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thư, thời gian thì cũng không còn sớm nữa, Thư xin chúc cho các anh chị thành công, giàu có, hạnh phúc trọn vẹn, và các anh chị sẽ ngày mai thức dậy trong hân hoan. Hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 4:45 sáng mai trong cái chuỗi hành trình 28 ngày thực hành lòng biết ơn để xây dựng sự thịnh vượng cho chính mình. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại.